Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Ba mẹ con đi chợ Inala đây. Đi mua cái sữa chua uống cho em Trích. Đi mua xoài xanh. Đi ăn bún vịt. Ngoài trời đang rất là nóng, 29-30 độ cơ. Zoe, who keep flicking the cup holder? Mẹ vừa nghe thấy ai cứ động cứ cạch ở cái cup holder ấy nhở? Hả? Sợ bên ngủ à? Rafi, you tired? You wanna go sleep? Bên ngủ con. Mẹ đi tìm mua tôm khô về để làm cái gia vị chấm xoài xanh, xoài chua như kiểu của Thái á. Ngồi xuống Zoe, Zoe, sit down. Sit down. Ôi. Sit down. Tôm khô to này. Tôm khô to bán theo cân. Mẹ em có mua cả một gói tôm kiểu tôm tép nhỏ nhỏ nữa ở hàng khác. Bây giờ đi mua yoku cho em Trích. Thịt viên. Con ngồi xuống, Zoe. Ngồi xuống. Sit down please. Lắc lư cái gì? Lắc lư cái đầu ông sư lắc lư. Rồi look. Look 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 look. Up here. Rafi. Rafi. Cứ ôm mấy cái bịch giáo cơn của em xong bảo mẹ ơi con lạnh quá. Ba mẹ con sói Trích hôm nay đi chợ Inala rất là nhanh chóng vì trời nóng lắm. Mua xoài, mua dưa chuột, mua giáo cơn cho em Trích, mua tôm khô. Và bây giờ mình đang làm món xoài trộn gia vị mắm, đường, tôm khô, ớt với lại shallot. Shallot trong tiếng Việt mình gọi là gì nhỉ? Cái hành để mà mình làm hành phi á. Cái củ hành để mình làm hành phi ăn với xôi ấy. Kiểu trộn xoài này là kiểu trộn xoài Thái Lan. Cái món này ở Thái Lan họ cho cả mắm tôm vào nữa, nhưng mà mình sợ là mình chưa quen cái vị ấy. Thành ra là hôm nay mình sẽ không cho mắm tôm vào, chỉ nước mắm, đường, ớt với các nguyên liệu như thế này thôi. Nhà mình không có cối. Mình có mua một cái gói gói này là gói da lợn. Họ chiên giòn giòn tẩm ướp. Mẹ Đùi rất thích ăn món này, mua mang sang cho Đùi. Bây giờ lấy cái chuôi dao đi để dã. Chỗ nguyên liệu này, sau đấy cho vào túi. Túi này mình đã sóc đường rồi, đường nâu, sóc xoài với đường rồi. Dã xong, cho nước mắm vào và đổ vào cái túi này. Để một xíu thôi là ăn được. Để vào trong túi thì mình trộn nó dễ hơn là để vào trong bát á. Tôm khô to nhá, tôm tép nhá, shallot, hành này, hành để hành phi á, với ớt. Em đang muốn cởi đồ thì mặc đồ bơi vào nào để mẹ cởi cho. Sang bên nhà mẹ Dewey rồi đây. Mẹ Dewey đi đón chị Bella. Em bây giờ nhảy xuống bể với anh Jack với anh Rafi nhá. Zozo. Mẹ mang bộ này sang cho em mặc. Mặc đồ bơi xong chạy tứ tung thế này hả con? Hả? Thắt đồ jumper vào đã chứ thì mới nhảy xuống bể bơi được nhờ. Hey, you ready? Đi. Anh sói với anh Jack lại đang ngồi xếp lấy cu. Thôi mà mình Trích nhảy xuống bơi. Đợi chị Bella về. Boom. Con xuống đi. Trích. Is that warm? Nước ấm không? Nước ấm nhỉ. Để em nhảy xuống đi. Boom. Boom. Come on. Yeah. Con bơi ra kia, con bơi ra kia. Tiếng gì ấy nhỉ? What's that noise? Huh? The can. Đấy. Em nhảy xuống nước rồi đây này. Em bơi ra chỗ sâu sâu rồi đây này. Mẹ em đợt tới phải vượt lười đi mua chậu về
cho cây, trồng cây, đặt xung quanh bể bơi. Chứ lười quá. Vì bên bể nhà mình ấy là làm nền rồi các thứ một thời gian, sau đấy là chuyển vào đông, thành ra là không dùng. Mình cũng không dành thời gian để mà trang trí nữa. Hi 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 hi. Năm nay phải vượt lười. Chết châu, con bơi ra giữa kia đi cho nó đã. Spit it out, spit it out, remember. Nước vào miệng thì phải thế nào nhỉ? Đúng rồi. On your back you go. On your back. Good job, on your back. Like a starfish. Đúng rồi. Giống con sao biển. What's wrong? Anh sói làm sao đấy? Hả? What's wrong? Don't climb up. Don't climb up, please. Do you wanna come and sit with mommy? Why? Because he's being rude. Hai đứa lại dỗi hờn cái gì nhau đấy? Dỗi hờn cái gì đấy? Đúng là trẻ con. Không gặp nhau thì muốn gặp nhau, mà gặp nhau rồi thì lại động một tí là dỗi hờn nhau. What's wrong? Tell mommy what's wrong, what happened? Làm sao? Úp cỏ này. Cỏ cứ chỗ nào đất hở ra là nó mọc nhỉ? You wanna down to the pool with Zoe? Con có muốn xuống dưới bể với em không? Why not? Tại sao không? Sit there then. Ngồi kia. Đợi chị Bella về, xuống bơi với em chích. Mommy gonna sit here. Zoe, go, go, go. Go, go, go. Nah. Go, go, go. Hả? Chú ăn đạo quá. Bây giờ muốn gì? Anh sợ muốn gì? Đầu này là đầu sâu nhất. Cái chỗ sâu nhất của bể. Nào em nằm nào. Wow. Zozo. Hiya. Hiya monkey. Now I be the little foot. Yeah. Yeah. Bây giờ con bơi dọc bể đi. Oh, kiến đấy. Woo. Chết. Kick 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 kick. Go 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 go. Con bơi sang bên đầu bên kia. Zoe, swim over there. Swim across the pool. I'm done. Okay, yeah. Go. Ooh, woohoo. Thả mình xuống nước rất tự tin. Starfish. Starfish. Are you coming? Are you coming? I got scared. Yeah. And go. Monkey, 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 monkey. Còn Raffy bơi với em. Bơi với em. Anh sói đang dỗi nhau với anh Jack. Yeah. Đang ngồi ở ngoài kia. Bơi cũng không muốn bơi. Chơi cũng không muốn chơi. Zoe, go, go, go. Oh no. Zoe, go get the gun. Zoe, go get the gun over there. Con bơi ra lấy khẩu súng năng kia đi. Ui. Raffy. Jack đang thay đồ, con cứ xuống nước đi. Vừa dỗi hờn nhau xong. Bây giờ lại hỏi nhau. Ok, down to the water. Jack coming. Come on. No. And do not shoot anyone on the face, ok? That's no nice. Raphael? Look at that dog. Are you listen? I'm listening. Look at that lady.
What lady? Con nhảy xuống bể với em trước. Nhanh. Leap it và fail. What? Jump, Rafi jump. 1, 2. Can you show me your jump? No, can you show me your jump? Luckily. Yeah, come on. Do you need your paddle jumper, Zach? I need my Batman floaty. Yeah, where? Oh, it's over there. On the chair. Zachary! Okay, can I help you? 1, 2. Woohoo! Did you see that, Zach? Wow! Jump, jump, jump! No! Oh, like this. Oh, yeah. Jump, jump, jump. Zoe, spit the water out. A little chill. You don't need to keep swimming on that. Đã nhờ. Sang đây là chỉ thích ngồi cái ghế này thôi. Ơ, ngồi thì phải thế nào nhỉ? Thế này chứ. Yeah, like that. Xoài trộn của mẹ em ngon lắm, nhưng mà thiếu cay một chút. I think we need to put some bon chabe in here, mama. Yeah. Bon chabe, bon chabe. It's level 30, guys. Yeah, bon chabe. The max. The max. Ooh. I don't want to make it too spicy for you. Oh, yeah. That's it, that's it. Please. You can okay. And mix, 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 yeah. Mix. Nice, eh? Mm-hmm. Yeah. Mmm. So I sit down. Ooh, strawberries. What in there, Zoe? Cái gì ở trong cái bụi đấy con? What's that in there? Butterfly? Mấy trẻ em cứ lúi húi ở cái bụi này. Không biết là tìm cái gì, nhìn cái gì nữa. Zoe, where? In there? A caterpillar? Oh no, no one. No one won that. Đi vào trong nhà đi, ngoài này gió quá. Should we go inside? Guys, so windy out here. What? Should we go inside? Rồi dọn đồ chơi chưa? Dọn hết đồ chơi của con chưa? The bowl on the floor. Zoe, the train, go get it now. Put them on the drawer. Hai anh em dọn dẹp xong chưa? Xong hết đồ chơi chưa để đi ngủ nào? Hi, Rafi, Raphael. Con đã dọn dẹp xong chưa để đi ngủ đây? All the Lego bit, put it in the drawer now. Nhanh, còn chưa? Rafi, Zoe, hai anh em dọn dẹp đi để con đi ngủ nào. Em Trích buồn ngủ quá rồi. Trên đường đi từ chợ Inna là về em có ngủ một tí. Sau đấy thì trưa sang bên nhà mẹ Dewey. Bơi trôi. Em không có cái giấc ngủ chưa? No, 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 no. Nào, Raphael, tidy up. No, no. Twinkle, twinkle star. Cái bụi cây này của mình nó mọc. Bây giờ nó mọc ra nhiều quá. Ô, sao cái lá này nó lại bị úa dưới này nhỉ? Ô, thì chết rồi. Cái lá này bị làm sao đây? Thôi chết rồi. Thôi chết rồi. Zoe, thôi chết rồi. Ơ. Yeah, thôi chết rồi. Con nói thế nào nhỉ? Ôi dồi ôi, con phải sửa nó. Ôi dồi, bây giờ con phải sửa, con phải chữa.
Uống nước đi. Để chữa cho cây. Bác sĩ hoa súng thị trích. Nào, uống nước xong thì làm thế nào? Để fix cái cây này nào. What you gonna do to the plants? Thế nào? Fix như thế nào? Fix cho mẹ xem nào. How? How? Okay. Cây ơi. Oh, fix. Oh, good now? Yeah. We'll fix. Cầm đồ chơi ra gõ gõ vào đây chứ. Sao cái lá này nó lại bị úa nhỉ? Nếu mà mình cứ trồng ở trong một cái chậu này ấy, thì cây nó sẽ chỉ ở trong phạm vi cái chậu này thôi. Đấy, mấy cái loại cây để trồng trong chậu ấy, nó sẽ không mọc to lên, không mọc cao lên, chỉ ở trong mức độ khuôn khổ của cái chậu thôi. Bây giờ mình mới biết. Chứ mình thấy nó cứ mọc nhiều lên các cái mầm là mình hay đổi chậu ấy, cho chậu to hơn. Cây này mẹ em cũng muốn gây ra nữa. Thôi lại đổi chậu đi. Gây ra. Gây làm 2-3 cái chậu nữa. Để ở ngoài bể bơi cũng đẹp. Hà cái gì hả con? You can go get it yourself, can you? Đâu mẹ xem này. Broken. Không, chẳng có cái gì hỏng. Đây. Từ từ. Đấy. Con chỉ cần vặn nó ra thôi. Hey, Zoe, your headband. Cái bờm của con kia cầm lên. Cầm cái bờm lên. The reindeer one. The reindeer one. Đấy, con mở ra. The reindeer one. Can you pick it up, please? That one. No, that one, that bunny. Yeah. Can you pick it up, please? Thank you. Mine. Thank you. Oh, cái vòng anh sói làm cho em ở trường. Ôi, cái vòng được sâu bằng mì ống. Ôi, pretty. Nào, cho mẹ xem nào. Đội vào. Oh, Zoe, turn over here. Oh, you're so pretty. Look so gold. Đây vòng đây. Vòng được sợ. Look at this gold. Okay, Rafi hang on rồi. Vòng được sâu bằng mì ống. Mì ống ở trường, mì các cô làm thành màu mè khác nhau. Mẹ em vẫn đang tiếp tục công trình may vá. Okay. Guys, soft toys in the room. Yep. Whose soft toy is that? Đồ chơi của ai kia, gấu bông của ai kia, mang về phòng người đấy, nhanh. That's Rafi's. Zozo. That's Rafi's. Cái nắp của anh. Đi ngủ nhá. Say bye bye guys. Bye. Oh. No, no boom. No one boom. Just say bye-bye. Bye-bye. Zoe? Zoe, bye. 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 Mẹ con sói Trích đi ngủ đây. Hẹn gặp lại mọi người vlog ngày mai nhá. Bye.